mình rất là đam mê các cái bài hát của Trung Quốc. Từ hồi nhỏ mình đã bắt đầu thích xem những cái bộ phim cổ trang. Thì khi mà nghe phát âm của tiếng Hàn ấy, mình có một cái cảm giác gì đấy bản thân cảm thấy khá là rung động. Mình rất là thích sang Trung Quốc để du học. Trước hết là để phục vụ cho công việc của mình sau này khi ra trường. Thích xem các trai cưa mấy nỉ trên Tổng In. Hồi bé mình có xem rất là nhiều phim kiếm hiệp Trung Quốc. Thích đi du lịch Trung Quốc mà không cần hướng dẫn viên du lịch. Thì mình có được mọi người comment rất là nhiều về trung tâm tiếng Trung Liêm Thùy Trang. Có tìm hiểu trên YouTube, rất vô tình là cái video đầu tiên mình học chính là cái video phát âm của Liêm Thùy Trang. Cái đợt đó là mình vừa chia tay người yêu cũ xong. Thế là mình muốn làm một cái gì đó cho khuây khỏa đi. Thế là mình lên mạng search thì thấy trung tâm của Trang, mình thấy rất may mắn. Phải là do mình tìm hiểu ở trên mạng hay như nào cả mà mình được một người bạn giới thiệu lại. Thì bạn ấy đã là người được trải nghiệm trực tiếp ở tại trung tâm tiếng Trung đấy rồi. Nếu mà để dùng 3 từ để miêu tả về các thầy cô ở trung tâm Liêm Thùy Trang thì các cô có kiến thức rất là uyên thâm. Hơn nữa là khi mà dạy học thì rất là nhiều năng lượng và rất nhiệt huyết. Để miêu tả về giáo viên của mình bằng 3 từ đó là tâm huyết, sáng tạo và xinh đẹp. Đầu tiên là rất là chính, có nghĩa là nhiệt tình. Từ thứ hai để mình miêu tả về các thầy cô là khúa phủa, có nghĩa là năng động. Thứ ba là dâu mùa, là hài hước. Nhiệt tình, thân thiết và hết lòng giúp đỡ sự học viên. Tâm, tiếp theo sẽ từ vui vẻ, sau đấy là từ xinh. Tâm huyết, nhiệt tình và thân thiện. Thứ nhất là trẻ trung, thứ hai là giỏi nghề, và thứ ba là cái quan trọng nhất là tâm huyết. Thứ nhất là thân thiện, thứ hai đấy là nhiệt huyết, và thứ ba là yêu học sinh. Từ xinh, hai là từ nhây, và ba là từ truyền. Điều mà khiến mình nhớ nhất ở lớp học tại trung tâm ấy thì đấy là một cái buổi đầu giờ cô Nhâm sẽ cho bọn mình nhảy thể dục đó. Mình nghĩ là một điều đặc biệt ở trung tâm tiếng Trung Liêm Thùy Trang đấy là mình cảm thấy đi học không có áp lực. Ngoài những cái kiến thức và những cái khoảng thời gian trải nghiệm học tập ra thì mình đã có thêm những người bạn thực sự là những người tri kỷ, và cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn giữ liên lạc rất là tốt với những người bạn đấy. Đặc biệt đó là một cái buổi viết thư pháp ấy, hôm đó mọi người rất là hăng hái và nhiệt tình đúng không, mà hôm đó mình mặc áo trắng cơ, nhưng mà bên lớp mình áo của mình bị nhem nhuốc hết. Không khí lớp học lúc nào cũng rất sôi nổi và thoải mái. Các tiết học văn hóa Trung Quốc thì rất thú vị, luôn lắng nghe ý kiến của học viên và kịp thời thay đổi để phù hợp với tình hình. Đây là điều mình rất ấn tượng. Có cái chủ đề bọn mình nhà hàng nhá. Nhà hàng thì bọn mình sẽ, hoặc là đi mua quần áo thì bọn mình sẽ được đi luôn. Nó là cái bầu không khí rất ấm áp của trung tâm. Nó là mình thích thú đến mức mà trong cường cái ngày mình đi học ở trung tâm, cho dù là mỗi ngày đều phải đi một quãng đường rất xa, mất 35 đến 40 phút một ngày để đi trung tâm, nhưng mà mình hầu như là chưa bao giờ đi muộn. Trung tâm ngày càng phát triển, cha dấu. Em xin chúc cho trung tâm tiếng Trung của cô Trang, trung tâm tiếng Trung Alpha có một cái chặng đường mới, một chiếc áo mới và có những cái sự đổi mới phát triển thật lớn. Và chúc các bạn học viên có thể thu về được nhiều kiến thức cho mình ạ. Chúc cho trung tâm tiếng Trung Alpha sẽ càng ngày càng phát triển, tà trả hứng thú. Em kính chúc các thầy cô là lúc nào cũng vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Để giúp cho các bạn học viên có nhu cầu về tiếng Trung và đam mê yêu thích tiếng Trung có một nơi thật là tốt. Giúp cho nhiều bạn có cơ hội được học tập ở trong một môi trường tốt. Ngày một phát triển, gặp nhiều thuận lợi. Ngày càng có nhiều bạn học viên biết tới một trung tâm chất lượng như vậy. Và sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Chu Trang lão sư hứa trung xin, mã tạo thành công, khai trang hồng phát.